Ngày hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc mẫu sedan hạng D, một chiếc Honda Accord. Chiếc này bản rất là quý hiếm mọi người nhé. Chiếc này bản rất là hiếm. Một chiếc Honda Accord đời 1997. Và chiếc này là bản EXI mọi người nhé. Máy 2.2 EXI. Chiếc xe có giá trị rất lớn nếu mà những ai mà đam mê xe cổ và muốn sưu tập những cái dòng xe với cung đề mà chất lượng như này. Đằng sau của xe thì chúng ta rất là nhận thấy cái logo Accord cũng như là cái logo 2.2 EXI cộng với một cụm bô kép rất là thể thao. Bốn la răng còn rất đẹp, lốp dàn lốp đẹp luôn. Những cái dòng này nếu mà ai đã từng đi và từng trải nghiệm cái dòng này rồi, chúng ta đều biết là nó rất là đầm chắc nhé. Thân vỏ thì cực kỳ dày luôn. Dòng Accord này thân vỏ cực kỳ tốt. Chiếc xe này tuy là từ đời 97 nhưng mà không hề mùng mọt mọi người nhé. Thân vỏ rất là cứng, rất là dày. Một chiếc xe phân khúc hạng D. Phía trước chúng ta có thể rất là nhận thấy là xe được trang bị đèn sương mù theo xe này. Đấy. La răng đúc này, la răng đúc mọi người nhé, không phải ốp la răng đâu. La răng đúc luôn. Đấy, xi nhan sườn. Toàn bộ khung viền của các ô kính là được mạ chrome. Bốn phanh đĩa thể thao mọi người nhé. Bốn phanh đĩa luôn. Bốn phanh đĩa và ABS luôn. Chiếc xe này đặc biệt là có cả cửa sổ nóc mọi người nhé. Đây, cửa sổ nóc của nó đây. Lát nữa em sẽ test cái tính năng cửa sổ nóc cho mọi người xem là nó còn hoạt động tốt không. Phía đằng sau, phía bên hông này thì có một chiếc cần anten rất là dài để giúp chúng ta phát sóng radio. Cái form dáng của xe thì còn cực kỳ là nét. Chiếc xe này cam kết mọi người luôn là không tai nạn mọi người nhé, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, cái xe rất là quý hiếm. Mọi người có thể để ý cái form xe khi mà chúng ta nhìn theo cái chiều nghiêng như này. Form xe rất là mướt. Tất cả những cái đường gân dập nổi cũng như là những cái ốp sườn kia cũng như là ba bô lê rất là thẳng đúng không ạ. Sơn si thì cực kỳ là bóng bẩy. Đăng kiểm thì còn khá dài, đến tháng 12 mọi người nhé. Đăng kiểm là còn tháng 12. Vẫn nguyên biển kiểm soát 4 số luôn, biển Hà Nội, tư nhân biển Hà Nội. Bây giờ em sẽ quay vào phần nội thất của xe. Thì đây chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là chiếc xe này được trang bị một bộ nội thất da nguyên bản mọi người nhé. Chiếc xe này là ghế da nguyên bản này. Ghế điện điều chỉnh 8 hướng đấy. Ghế điện điều chỉnh 8 hướng đây. Zin của nó đây. Vẫn chạy rất tốt nhá. Em thử luôn này. Ngửa này. Đấy, ngửa nhá. Lùi này. Tiến này. Đấy, lên xuống này. Được chưa? Mọi người thấy nhá. Đấy. Chức năng ghế điện còn rất là tốt. Vô lăng 4 chấu rất thể thao luôn. Có tích hợp 2 túi khí trên vô lăng và cho phía hành khách. Và bên này là hệ thống gương kính chỉnh điện. Gương kính chỉnh điện mọi người nhé. Trong đó, trong 3 kính chỉnh điện thì có một kính là auto. Kính lái này là auto này, tự động lên xuống này. Đặc trưng của những cái dòng xe cao cấp và những cái phân khúc D là thường là có kính lái auto hoặc là có thể là tất cả auto. Đây là bộ ghế da zin, ghế da xịn theo xe và vẫn còn rất là đẹp như thế này mọi người nhé. Ghế da xịn rất là đẹp. Đây, kể cả ghế lái đây, ở phía dưới này nó có sẽ có một chút bẩn bởi vì là người ta dùng cái hạt gỗ này. Thế nhưng mà về cái chất da của nó còn rất là tốt nhé, rất là đẹp. Đây là ghế da nguyên bản theo xe mọi người nhé. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe. Qua 5 tháng thì đương nhiên là nó cũng sẽ không phải có những cái vết chảy xước thì đương nhiên rồi. Chiếc xe từ đời 1997 không phải là chiếc xe để trong tủ kính nên mà người ta vẫn chạy trên đường. Nên là những chiếc xe mà nội thất nó còn như thế này nó là quá là tuyệt vời rồi. Cực kỳ hiếm thấy.
Đấy, trần là trần nỉ theo xe, vẫn còn rất sạch sẽ. Trần nỉ còn rất sạch luôn nhá, em nhấn mạnh mọi người là rất sạch sẽ luôn. Đèn này, đèn trần này. Đèn trần. Tất cả những cái chi tiết ở trong xe này gần như là tuyệt đối hoàn hảo luôn. Đấy. Rất đẹp, chiếc xe thực sự là chủ đi rất giữ gìn. Thực ra những chiếc xe dòng cổ cổ như này thì quan trọng là phải giữ gìn các mọi người nhé. Còn những cái chiếc xe nhiều chiếc nó cũng cái đời này cũng như vậy, nhưng mà chủ xe không giữ gìn thì nó dạng thuộc dạng gọi là xe nhàu, xe nát. Đấy, thì những cái chiếc xe đấy thì em không làm. Em chỉ làm những chiếc xe nó còn đẹp thôi. Đó. Chiếc xe cực kỳ là đẳng cấp và sang trọng, kể cả từ bộ răng cửa luôn mọi người nhá. Răng cửa cũng rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Răng cửa, khóa cửa này, nó rất sáng này. Các cái tem mác này vẫn còn mọi người nhé. Bây giờ em sẽ thử một số tính năng của xe cho mọi người. Chiếc xe này thì cũng đã được lên màn hình cam lùi này. Củ số đây, củ số còn đẹp phết chứ ạ, đúng không ạ? Cái chìa khóa đâu rồi? Đấy, hai túi khí này. Đặc biệt là bộ ghế da này, ghế da xịn sờ nó khác hẳn luôn. Nhìn cái chất nó đã khác rồi. Vô lăng đấy ạ. Túi khí trên vô lăng nhé. Đây là công tắc điều khiển này. Cửa sổ nóc này. Đây là tăng giảm độ sáng của màn hình này. Đấy, bây giờ em sẽ thử cái tính năng cửa sổ nóc nhé. Ok, thử tính năng cửa sổ nóc này. Bấm này. Bấm mở này. Đây mọi người nhá. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản mọi người nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Bảo tại sao nó chất như vậy? Bởi vì nó là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Mọi người biết rồi, người Nhật thì cực kỳ khó tính. Đấy. Ra vào rất ngon. Đó. Người Nhật thì cực kỳ khó tính nên là đây, cửa sổ nóc rất là ok. Bây giờ em sẽ quay đến phần khoang máy nhé. Khoang máy của xe đây ạ. Bây giờ sẽ quay tổng thể khoang máy này. Đây là tổng thể khoang máy này. Đấy. Máy rất là khô nha mọi người nhá. Máy rất là khô và sạch. Hệ thống điện này. Hệ thống cầu chì dây dợ rất là đẹp. Không hề bị chế cháo hay là chạy chế gì cả. Da máy khá là sáng. Đấy. Đặc trưng của những chiếc xe mà nó người ta đi giữ gìn, nó không phải đi những cái quãng đường dài nhiều thì da máy nó còn đẹp. Đây là cụm ABS mọi người nhé. Đây là cụm ABS này. ABS 4 bánh luôn mọi người nhé. ABS 4 bánh luôn. Xe số tự động mọi người ạ. Số tự động. Cửa sổ nóc. Máy 2.2 đời 1997. Chiếc xe còn rất là nét nhé. Một chiếc Honda Accord rất có giá trị sưu tầm. Chiếc Accord đời 1997 phiên bản 2.2 EXI, một phiên bản rất là đặc biệt và hiếm có nhé. Cửa sổ nóc này, ABS 4 bánh, 4 phanh đĩa, la răng đúc 4 bánh luôn. 4 bánh rất là to và chiếc xe nhìn rất là dài và trường xe. Trông rất là thể thao đúng không ạ?
đẳng cấp của một chiếc xe sedan cỡ lớn. Hiện tại thì chỉ hơn 100 triệu một người có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Thì từ đầu clip thì em quên chưa báo giá, thì vậy xem xin được báo giá trên tiêu đề của xe mọi người nhé, tiêu đề của clip nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của em.